Chào mừng tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với thông tin mới nhất về Sư Thầy Minh Tuệ. Lời nói đầu tiên thì xin gửi đến tất cả quý ông bà và anh chị em có được thân tâm an lạc, thanh tịnh và tràn đầy sức khỏe. Cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại xem kênh cuộc du hành trong cuộc sống ở cõi ta bà này. Thưa quý ông bà và anh chị em, hiện nay có rất nhiều luồng thông tin cực nóng liên quan đến Sư Thầy Minh Tuệ. Trước hết thì mời tất cả quý ông bà và anh chị em chúng ta hãy xem hình ảnh này. Đây là hình ảnh tại cốc của sư thầy Minh Tuệ, thưa quý ông bà và anh chị em. Thật sự không có sư Minh Tuệ ở đây mà đối với tất cả Phật tử ở miền Bắc cũng như là ở phương xa, họ đã kéo về nơi đây, kéo nguyên cả một chiếc xe 52 chỗ. Họ đã mang đồ trang phục để mà tới cốc để mà đảnh lễ. Thì thật sự không biết là họ tới cốc để họ đảnh lễ khi mà không gian trống rộng như thế thì đảnh lễ có được ích lợi gì đối với không có sư minh tuệ ở đó mà họ đã kéo đến như vậy và nếu như có sư minh tuệ ở đó thì thực sự cái nơi này sẽ như thế nào và thật sự quý ông bà và anh chị em sẽ thấy chứng kiến được cái cảnh khủng khiếp như hình ảnh ở Huế và Quảng Trị chính vì cái sự gọi là mến mộ một cách thái quá như vậy đối với tất cả quý Phật tử cho nên những ông ma tăng Những ông sàm tăng Ông đã lợi dụng về cái việc là tín ngưỡng như thế này Để rồi bắt đầu là kêu gọi cúng dường Rồi thỉnh vong linh Chính vì mến mộ một cách thái quá Để rồi phải bị vướng vào cái cạm bẫy Mà đã bị các ma tăng sàm tăng đã gian ra Thật sự mà nói thì em không thể hiểu nổi Đối với cái cảnh này Mặc đồ đồng phục rồi kéo vào cái cốc của sư Minh Tuệ Bảo đảm 100% Sư Minh Tuệ mà thấy cảnh này chắc chắn không bao giờ Sư Minh Tuệ sẽ về nơi đây Thưa quý ông bà và anh chị em Chính vì những hình ảnh vừa rồi Đã khiến cho Sư phải khổ sở trong trốn rừng sâu Phải ăn lá cây, ăn nấm, sống qua ngày Để mà giữ cái thân xác để mà tu tập Chứ nhìn cái hình ảnh như thế này Thì đối với Sư làm sao tu tập được Nó còn ảnh hưởng đến các cơ quan chức năng nữa đó, quý ông bà và anh chị em thấy cái sự khủng khiếp đó như vậy mà không hiểu vì sao họ lại kéo đến như vậy và cái việc mà họ kéo đến như thế này và nơi đây thì ai sẽ là người hưởng lợi thì chắc quý ông bà và anh chị em à, cũng có thể biết được. Em xin được phép chia sẻ lại tất cả quý ông bà và anh chị em nghe lại lời chia sẻ của sư Minh Tuệ thì chúng ta mới biết được có nên tới đó để đảnh lễ hay không. Mấy cho đi bộ hành này gây lộn xộn kinh động lung tung gá vừa khổ mình vừa khổ mọi người đấy à, Quý ông bà bà uh, chúng ta nghe Còn, rõ à, Vừa mình cũng đang tập học cũng chưa 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 đến Mọi người mà muốn thuyết pháp thì phải bây giờ thì không cần nữa Trên mạng kinh sách Phật thuyết rồi Đối với sư bây giờ chỉ là đang tập học thôi Chưa có đạt gì cả thì quý ông bà và anh chị em chúng ta nếu mà có yêu mến thầy thì chúng ta nên nhìn qua những hình ảnh qua những thước phim thôi đừng có kéo tới cốc làm cái gì thật sự nó không nên và nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái việc tu tập của sư đó là những hình ảnh mới nhất tại cốc của sư mà em cảm thấy rất là bức xúc cũng mong muốn chia sẻ để khuyên nhủ tất cả quý phật tử yêu quý mến sư thì đừng có nên tới nữa và quay lại cái thông tin thứ hai đó là về đối với hai anh người đồng bào cờ ho khi mà đối với hai anh người đồng bào cờ ho này chia sẻ về căn tròi của sư minh tuệ và cũng như là đã giúp cho sư minh tuệ tìm nơi để mà có thể uh, tạm xá để mà tu tập với hạnh đầu đà để mà tránh những sự ồn ào mà mọi người đã gây ra cho sư và sư cũng rất sợ những anh em youtube tới làm phiền nhưng mà sau khi biết được cái thông tin đối với hai anh người đồng bào này thì đêm ngày hôm qua có hàng trăm người đã kéo về nhà của tìm cho anh người đồng bào này khiến cho anh phải rất là lo lắng và lo sợ anh cũng đã nói là anh sẽ không còn đi chung với sư minh tuệ nữa cho nên là mọi người hãy về đi và mới đây cũng có xuất hiện trên mạng về cái thông tin là yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để mà điều tra đối với hai anh người đồng bào Gò này. Đây là cái thông tin chiều ngày hôm nay rất là mới là hiện nay có một số người đã yêu cầu đề nghị cơ quan tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ. Cái thông tin này thì mới lan truyền trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì em xin phép được đọc cái thông tin này, sau đó chúng ta nhìn nhận một cách khách quan hơn cũng như là cái vấn đề này đã cho thấy rằng ngày càng đang phức tạp hơn. Đề nghị công an tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ sau khi đối với gia đình của ông Lê Anh Tú, Ngài Thích Minh Tuệ đã có đơn gửi tới công an các cấp tỉnh Gia Lai về sự mất tích của ông Lê Anh Tú đã hơn 20 ngày. Bên công an cũng đã tiếp nhận đơn và hứa sẽ điều tra sự việc. Ngày 3 tháng 7 trên mạng YouTube bỗng xuất hiện có một clip có hai người lạ mặt đi cùng với ông Minh Tuệ trong rừng sâu đang được chia sẻ rất nhiều. Đây là một thông tin rất là quý giá để tìm ra được đầu mối của sự mất tích của ông Lê Anh Tú. Và đề nghị các cơ quan công an tỉnh Gia Lai truy tìm và bắt giữ, điều tra đối với hai đối tượng khả nghi trên. Rất mong chính quyền vào cuộc và thông báo trên các phương tiện của nhà nước để nhân dân được biết đó là cái thông tin đang rất nóng trong buổi chiều ngày hôm nay và đối với hai anh người đồng bào cà ho thì cũng đã lên tiếng yêu cầu mọi người đừng có lên tìm làm phiền đối với gia đình của hai anh bởi vì gia đình của hai anh thì lại là không có còn đi chung với thầy nữa nhưng mà hiện nay có một cái thế lực cũng như là có một cái nhóm người nào đó đang không muốn để cho Sư Minh Tuệ Yên. Theo như cái thông tin mà em mới vừa đọc chia sẻ với quý ông bà và anh chị em thì theo như góc độ của em nhìn nhận nếu như mà hai anh người đồng bào kho này mà muốn hại thầy thì chắc chắn sẽ không có quay video clip để mà chia sẻ lên mạng làm cái gì chẳng khác nào là vạch áo cho người xem lưng và theo như cái cảm giác của em đang nhìn nhận thì đối với hai anh người đồng bào kho này đang giúp đỡ cho thầy tìm cho thầy nơi ẩn tu nhưng mà có một nhóm nói chung là một cái thế lực nào đó đang muốn chống phá thầy và đối với cái việc là ngày hôm nay cũng có xuất hiện một uh, hai cô gái đã làm đồ ăn rồi kêu là đem lên cho sư minh tuệ nhờ cái anh đồng bào này đem lên cho sư minh tuệ thì em thấy rằng là họ đã lợi dụng, em nghi rằng là họ lợi dụng về cái việc này để cho mọi người hiểu nhầm là hai cô này làm là công đức, làm từ thiện, rồi bắt đầu từ đó mà thu hút cái sự quan tâm của mọi người và sẽ lợi dụng vào đó để mà trục lợi. Nhưng còn đối với hai anh người đồng bào này thì theo em nghĩ là đối với hai anh đang giúp đỡ cho thầy chứ không có giống như là cái thông tin vừa rồi mà đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để mà bắt khẩn cấp đối với hai anh này để mà điều tra mặc dù là đối với video clip của hai anh này chia sẻ thì uh, mọi người đã sâu ra có một số vấn đề nhưng mà theo như uh, cá nhân của em em tin chắc rằng hai anh này thật sự đang giúp đỡ cho sư minh tuệ chứ không phải là đang hại thầy hoặc là đang giam giữ thầy theo như những gì mà cái nhóm người này, này đang muốn đưa cái sự việc này đi uh, một uh, cái hướng chiều hướng nó tiêu cực để làm cho mọi người hoang mang và lo sợ rồi cũng như là tìm cách để mà đưa sư Minh Tuệ về lại cái cốc tu. Mà khi mà đưa sư Minh Tuệ về lại cái cốc tu thì ngay đoạn đầu video này em cũng có chia sẻ là tình hình ngày hôm nay có một đoàn đi trên chiếc xe 52 chỗ tới mà đảnh lễ sư Minh Tuệ mà không gian trống rỗng thì không biết là họ tới đảnh lễ với bằng cái niềm tin nội tâm gì và chắc chắn đối với cái nhóm lợi ích à, trong bóng tối kia thấy được cái cảnh này cho nên là mong muốn bằng mọi giá để đưa sư minh tuệ về lại cái cốc tu à, để mục đích gì đó thì em không biết nhưng mà cái cảm nghĩ của em là như vậy theo như sự nhìn nhận và phán đoán của em thì à, cái nhóm người này đang cố tình để mà lôi kéo và tìm mọi cách để đưa sư minh tuệ về để mà hưởng lợi rất là rõ ràng À, và chúng ta thử nghĩ là khi mà nếu như sư Minh Tuệ về cái cốc tu đó thì thứ thứ nhất là giá cả đất đai ở khu vực đó nó sẽ tăng lên và những người xung quanh đó sẽ có nguồn thu nhập kinh tế khổng lồ đó thì nói sơ sơ vậy là quý ông bà và anh chị em mình cũng có thể hiểu được cho nên họ mới không muốn để cho sư Minh Tuệ vào rừng mảng tu họ không để cho sư Minh Tuệ đi xa mà bằng mọi giá họ muốn lâu kéo sư Minh Tuệ về chính vì thế mà họ mới ra cái yêu cầu nhờ các cơ quan công an ở tỉnh gia lai phải vào cuộc để xác minh làm rõ đối với hai anh người đồng bào kia chia sẻ video clip là có đi chung với sư Minh Tuệ à, như vậy thì sẽ điều tra làm rõ vì họ đã chấp vào cái đơn thư của anh Thìn em trai của sư thầy Minh Tuệ Tức là trước đó anh Thìn có gửi đơn nhờ cơ quan công an truy tìm đối với anh trai của mình là Lê Tú tức là sư thầy Minh Tuệ. Chính vì điều này mà họ mới chấp vào này nên họ mới ra cái thông tin họ kêu gọi họ nhờ cơ quan công an vào cuộc để mà bắt hai anh người cờ ho này để mà điều tra nhưng mà một chuyện rất là bất ngờ là buổi chiều ngày hôm nay thông tin là đối với anh Thìn em trai của sư thầy Minh Tuệ đã lên cơ quan công an rút lại cái đơn để mà nhờ truy tìm đối với sư thầy Minh Tuệ thì chắc có lẽ đối với anh Thìn cũng đã biết được uh, sư Minh Tuệ đang ở đâu cho nên là cũng đã an tâm và anh đã lên rút lại cái đơn đây là anh Thìn đã lên chia sẻ về việc là anh đã lên cơ quan rút lại cái đơn truy tìm đối với sư Minh Tuệ anh Thìn đã tìm được thầy chưa chưa có thông tin gì hết nhưng mà từ nay về sau thì tôi cũng không không có đi tìm tôi cũng không nhờ mọi người cũng không nhờ cơ quan chức năng ừ. ngay ngày mai thì tôi sẽ lên tôi rút đơn về cái đó tôi muốn giờ tôi làm cũng không được gì có thể là rồi lại đâm ra là nó rắc rối nữa tôi muốn để cho nó tự nhiên thiên đạo sẽ xoay chuyển cái đó thì cái mình làm cũng không được gì mà mình muốn để đó thì tôi tin chắc rằng thì cái cái thiện cũng sẽ thắng thôi, không cái ác thì không bao giờ thắng được. Vâng, đây là những lời chia sẻ của đối với anh Thìn, em trai của sư thầy Minh Tuệ. Như vậy để giúp phần nào cho quý ông bà và anh chị em hiểu hơn và đối với anh Thìn là một người nông dân bình thường, không có nguồn tài chính hoặc là cũng không có thế lực nào đứng đằng sau để mà ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần, cho nên là anh gọi là anh nói là anh thấy yếu, thấy coi, cho nên là anh lên anh rút cái đơn về, không làm lớn chuyện nữa. Đó là thông tin mới nhất về em trai của sư thầy Minh Tuệ đã lên chia sẻ như vậy. Thì không biết là tình hình sẽ như thế nào. Nhưng mà hiện nay thì đối với cái cốc của sư thầy Minh Tuệ thì hàng ngày cũng có nhiều phật tử đến để mà viếng thăm và đảnh lễ mà mặc dù là không có sư Minh Tuệ ở đó mà họ vẫn đến thì thật sự em cũng bó tay luôn nhưng mà anh đã lên làm đơn rút thì lại có cái nhóm người kia cũng đã gửi lên yêu cầu các cơ quan chức năng để mà lên xác minh đối với hai anh đồng bào kia thì thật sự mà nói theo em nhìn nhận thì có một cái thế lực âm mưu nào đó đứng đằng sau để mà không muốn cho sư Minh Tuệ tu tập ở trong trống rừng sau mà đang phá hoại thầy thì không biết là quý ông bà và anh chị em có nghĩ như vậy hay không bởi vì trong thời gian gần đây có một nhóm người họ đã trà trộn vào để mà họ công kích cũng như là chia sẻ họ chia rẽ đối với người nhà của sư minh tuệ thứ hai nữa là có cảm giác như là đối với một số thành phần thế lực thù địch họ muốn lợi dụng hình ảnh của sư thầy minh tuệ để mà kích động và họ đã cài cấm đối với những cô đồng cô bóng những tăng con để mà giả dạng phật tử để mà vào đảnh lễ sư minh tệ rồi nhào vô ôm sư à, xé áo của sư đó khiến cho sư phạm giới à, chắc chắn theo em nghĩ là đã có một số thế lực đang muốn lợi dụng hình ảnh của sư thứ nhất là để mà trục lợi còn thứ hai nữa là không muốn cho sư tu tập thì đó là cái cảm giác của em như vậy còn không biết là quý ông bà và anh chị em thì nghĩ như thế nào về việc là em trai của sư thầy Minh Tuệ là anh Thìn đã lên rút đơn và cái thông tin là yêu cầu lên để mà bắt đối với hai anh người đồng bào cả ho kia cũng như là về việc là hình ảnh à, cái cốc của sư Minh Tuệ có rất nhiều người kéo đến để mà đảnh lễ mặc dù là không có sư thì đừng quên để lại lời bình luận dưới video này còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà và anh chị em chúng ta hãy buông bỏ hết tất cả những âu lo sao não phiền muộn và khổ đau. Để giữ cho thân tâm mình được thanh tịnh và an lạc và hãy cùng nhìn theo bước chân hành trì của sư thầy Minh Tuệ và chúng ta hãy cầu chúc cho sư Minh Tuệ mau chóng đạt được chánh đẳng chánh giác để mà giải thoát ra biển khổ đau để quay trở lại phổ độ cho tất cả mọi chúng sinh ở trong cõi Ta Bà này. Nếu như quý ông bà và anh chị em cảm thấy video này chia sẻ hay và hữu ích thì đừng quên cho một like cũng như là đăng ký kênh và hãy share video này cho nhiều người cùng biết cùng theo dõi để lan tỏa sự yêu thương trong cuộc sống này. Em xin cảm ơn rất nhiều.